Mới đây, Tổng cục Quản lý Thị trường đã mở cửa phòng trưng bày với chủ đề Tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em tại địa chỉ 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Sự kiện là một trong những hoạt động ý nghĩa giúp khách tham quan, người tiêu dùng trang bị những kiến thức, kỹ năng trong việc nhận diện đúng sách và đồ chơi an toàn cho trẻ em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc, lựa chọn những sản phẩm an toàn cho trẻ em nói riêng cũng như giới trẻ nói chung. Tại Việt Nam hiện nay, vấn nạn sản xuất, buôn bán xuất bản phẩm giả sách giáo khoa, sách tham khảo đã gây ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục. Theo ông Trần Hữu Linh, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Thị trường, hệ quả của in lậu sách ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho tác giả, cho các nhà xuất bản, đối tác liên kết, làm thất thu ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế khi tham gia Công ước Bern về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật. Do đó, việc loại trừ các hành vi in, phát hành xuất bản phẩm lậu, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ không chỉ của các cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền các địa phương, của các nhà xuất bản mà cần có sự góp sức và chung tay của toàn xã hội. Bên cạnh các sản phẩm xuất bản phẩm giả, tuần lễ nhận diện sách giáo dục và đồ chơi an toàn cho trẻ em còn trưng bày, giới thiệu đến độc giả sản phẩm đồ chơi trẻ em, đặc biệt là đồ chơi lắp ghép đang được thị trường, các bậc phụ huynh và các em nhỏ ưa chuộng. Đánh vào thị hiếu đó, các đối tượng thường trà trộn, đang bán những sản phẩm lắp ghép, các sản phẩm nhái hoặc có mẫu mã dễ gây hiểu lầm là hàng chính hãng, không đảm bảo chất lượng với giá thành tương tự hàng chính hãng, gây thiệt hại về kinh tế cho người tiêu dùng cũng như các doanh nghiệp kinh doanh chân chính.